Chiều nay, Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, gọi tắt là Ban chỉ đạo 35 của tỉnh ủy Vĩnh Long, tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo 35 của tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 của tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị. Đến dự còn có bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các địa phương. Năm 2023, được sự quan tâm của lãnh đạo Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, nên việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa, an ninh chính trị, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác những quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, đồng bộ, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo thêm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại cơ quan đơn vị địa phương. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp trên từng lĩnh vực cụ thể để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm 2024. Trong đó nhấn mạnh, giải pháp tập trung giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, cần làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó cho phù hợp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo 35 của tỉnh ủy, biểu dương nỗ lực của các ngành các cấp trong thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, ông nhấn mạnh. Tiếp tục quán triệt nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay, xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện công tác này. Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, qua đó để nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và cán bộ đảng viên đối với việc tham gia góp phần xây dựng bảo vệ nền tảng của tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái xấu độc trên địa bàn tỉnh.